Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh đầu tư tiền số của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp các bạn một cái ERP khá là tốt, đó là GravelCoin. Đây là một cái ERP nó đã công bố rất là công khai trên Bitcoin Talk. Và khi tham gia cái chương trình ERP này, các bạn sẽ nhận được 700 BRV, tương đương với 70 đô. Chương trình này chỉ áp dụng cho 30.000 người đầu tiên. Và công việc cũng khá là đơn giản, chỉ là thực hiện các cái nhiệm vụ Telegram, Twitter và Facebook, sau đó up cái thông tin lên Bitcoin Talk. Thì đầu tiên các bạn vào Telegram, và sau đó follow ở Twitter. Rồi tiếp theo là Facebook. Và cuối cùng là các bạn điền vào cái form. Ở cái form này thì các bạn điền các cái thông tin như là user Telegram mà các bạn đã đăng ký ở trên, ở đây đã join vào cái kênh Telegram của nó. Rồi cái username của Twitter mà đã follow cái kênh Twitter của GravelCoin. Facebook thì các bạn lấy cái link profile, hoặc là các bạn lấy cái tên phía sau cái facebook.com á cũng được. Và cuối cùng là cái ví Payeer Wallet. Các bạn phải dùng cái ví tiêu chuẩn ERC20, tức là thông thường sẽ ví Payeer Wallet. Và cái email các bạn đăng ký. Cuối cùng là cái email. Rồi, gửi thông tin. Sau khi đăng ký thông tin xong thì các bạn phải gửi cái bằng chứng lên Bitcoin Talk của nó. Các bạn có cái mẫu đăng của nó và reply cái chủ đề này trước khi các bạn phải có tài khoản Bitcoin Talk nha. Các bạn đăng nhập vào Bitcoin Talk. Rồi các bạn nhấn vào nút reply cái chủ đề. Các bạn dán cái form mà nó yêu cầu các bạn điền. Thì các bạn nhập cái thông tin là user Telegram, user Twitter, user Facebook. Cái link mà các bạn link Twitter của bạn luôn nha, link của file. Các bạn copy trong các bạn dán vào. Tiếp theo là username Facebook. Các bạn vào cái profile Facebook. Rồi copy cái link vào là xong. Sau đó các bạn nhấn nút post. Kiểm tra lại thông tin trước khi post nha. Ở đây nó yêu cầu các bạn nè, do là các bạn nhập quá nhanh nên là nó sẽ yêu cầu các bạn kiểm tra lại thông tin trước khi gửi lên Bitcoin Talk. Ở Bitcoin Talk thì nó sẽ không cho các bạn spam gửi các tin nhắn đâu các bạn. Với lý do là các bạn phải xem cái thể là các bạn nhớ đăng nhập trước khi xem thông tin. Ở đây mình xem thông tin xong nhưng mình không có đăng nhập, giờ mình đăng nhập vào thì nó kêu là
phải đọc kỹ cái thông tin trước khi reply, cho nên là mình sẽ xem một vài xong rồi mình sẽ reply lại. Lúc này mình copy xong rồi mình dán lại nè, rồi các bạn post này. Đó, như vậy là mình đã post thành công rồi đó các bạn. Và sau khi post xong thì các bạn chờ, lưu ý là token sẽ được phân phối sau khi kết thúc ISO, chứ không phải là sau khi các bạn đăng ký xong sẽ có. Như bạn hỏi mình là tại sao đăng ký xong mà nó không, token nó không về ví. Các bạn lưu ý đối với những ISO mà nó có website cũng như là có chủ đề trên Bitcoin Talk, thì sau khi ISO xong thì thời gian thường là nó sau khi kết thúc airdrop thì nó sẽ bắt đầu resell và ISO, và thời gian ISO thì có thể kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Đó, cho nên là nếu các bạn mà chơi airdrop hay bounty á thì các bạn phải chơi lâu dài, chứ không thể nào mà trong 1-2 tháng nó sẽ kiếm được tiền các bạn. Kể cả những cái token mà các bạn đăng ký mà nó về ví Ether Wallet, tuy nhiên thì việc về ví Ether Wallet và việc nó được giao dịch trên sàn, nó lên sàn cũng là còn một khoảng cách thời gian rất là lâu, thông thường là 3 đến 4 tháng, thậm chí có những cái airdrop mà 6-7 tháng nữa các bạn. Nên các bạn phải chơi lâu dài, không có thể nóng vội được. Video mình đến đây là hết, hy vọng là với cái bài giới thiệu này các bạn sẽ kiếm được 700 token RVC với trị giá khoảng 70 đô. Và các bạn lưu ý là cái airdrop này nó không có rep, nó hoàn toàn là thực hiện trên Bitcoin Talk nha. Và cái airdrop này nó cũng có đầy đủ thông tin nha, trên website nè. Chương trình resell sẽ bắt đầu vào 14 ngày nữa, 14 ngày 7 giờ nữa nha các bạn. Giá token nè, trên này có luôn. Đây là bảng giá của Bravo Coin vào kết thúc tháng 5 thì nó sẽ là một Bravo sẽ bằng 0.0007. Như vậy là được 700 token thì các bạn cũng sẽ được 0.4 ETH rồi các bạn, 7749. Tuy nhiên thì cái chương trình này các bạn nên tham gia airdrop thôi, còn ISO thì các bạn không chưa nên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.